dốc tiếp tục nha. Quả nó đang tự cắn đá để lắp cái này. Khó đi lắm các bác ơi.
này rất là khó đi. Cái này mà gặp mưa là như đợt trước vừa rồi á, anh em đi là nó chìa lên chìa xuống. Cái đường đất đỏ này là mưa xuống là thôi mọi người ơi, đường xe cao đi, xe cao đi hư hết á, hư hết đường. Thế này là nó xìa hoặc là lát chưa tới. Đi hơi vất vả đó mọi người. Đây vẫn còn là thôn Ả Rới, xã Tinh nhé. Nó nhồi xe. Đây dân ở tốt là chân rừng chân núi, chỗ này như vẫn là chưa có điện nhé. Trời nó mưa xuống là rất là trơn, lại có con trâu nữa. Con trâu tắm buồn. Đi nó trơn. Chỉ vì đam mê thôi mọi người nhé. Đam mê đi phượt, đi giải trí và câu cá thôi mọi người nhé. Thế đường đi vất vả lắm. Hôm nay ba anh em là bốn con thủ, mà một con thủ đang đi phía sau, cần thủ Atlas đang đi sau. Đây có cần thủ
phe rừng, số dân họ đi rẫy về. Ôi trời 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 trời. Hành trình đi vất vả nhưng mà đam mê, vui, thú vị á. Hết sức, nói chung là đam mê, thú vị đó mọi người. Dốc phía trước này mưa mưa này không biết có lên được không, có bị xỉa bị trơn hay không. Đợt vừa rồi anh em đi trời nó mưa đi lên không được luôn. Mấy cái đường đất này trời mưa là nó trơn, cực kỳ trơn luôn. Và rồi nhất cái đoạn này này, nó trơn thôi. Đang đi làm về. Bà con đi làm về nước rẫy thôi. Đa số khu vực này họ khai thác và trồng keo rất nhiều. Phát trồng keo ấy. Còn cái dốc trên này cũng hết sức khó đi lắm mọi người. Dốc này hết sức khó đi lắm. Số 1 vô. Ê. Ê. Này đã phải mấy cái xe điên xe khùng mới đi được mọi người đó. Giác đang chờ phía trước, chờ áp lát lên rồi đấy. Hả? Đoạn mô. Chỗ ngã ba đi rút kèo tụt lại luôn chứ. Được không biết? Không biết hỏi em lát đi khu vực này có bờ được không chứ. Lên cái kia mất con cua bên bờ bên kia rồi. Đó chưa ăn nữa. Chờ. Chưa ăn trưa rồi, sáng. Đấy, đang mấy cái nồi nấu mì tôm nè. Có nhậu luôn. Hỏi lát được chứ có nhậu không? Không. Ông lên cái con mà kêu ông có nhậu không? Không. Thế giúp có say không? Không. Nhậu mà. Nhậu hết hai thùng mới bán đó. Rượu mà kêu không nhậu. Xe anh em đi. Đây nào lớp mà. Nào chỉ lớp hàng rứa thôi, nào chỉ. Lớp hoàng đi, đi đường ni. Đi rừng mà. Thì thay đường ni để đi rừng, đi sông Nam nào. Rồi đi. Hả? Nào chỉ hắn cỡ đó lần can rồi, hai người chở bình thường mà. Cần thua led đang đi lên nhá.
ai không biết. Chở cần thủ mua đó. Cần thủ cần thủ nhí. Cần thủ nhí này, đào tạo này. Đây thủ lát này. Anh em tiếp tục hành trình đi nhé. Tiếp tục hành trình đi mọi người nha. Còn nữa có ghép à, đùng không kèn đa bao ấm mà tối lạnh á. Dốc này lần trước cần thủ Z bị lăn xe đấy. Keo hết. Mọi người tìm câu. Đi xuống đây à? Chỗ đây à? Để xe đây. Để xe cho nó nữa. Mình chạy lên này nè, quay xe lại nè. Anh em sẽ đi xuống cánh này, không lên cánh mấy hôm trước nữa. Anh em đang băng con nước mấy lần trước. Đi vô. Mấy lần trước là anh em câu khu vực này nước dâng lên này, toàn là đá không đấy mọi người. Bây giờ anh em tiến hành băng nước để đi khu vực bên kia nha. Lụt
nước, lội nước. Đấy, vừa rồi anh em ngồi câu vùng này đây, còn là cây cối không rồi mọi người ha. Cây cối và đá không rồi, chứ không mát rồi mọi người. Đây là toàn anh em câu cuộc đá không á, trừ đi tìm chì được á. Đây, đường đi hơi vất vả, tua xe đây. Tôi xe đang tua đó mọi người. Đó, đẩy lát đẩy. Rồi, bắt đầu tới mình xem thử có tua không. Giúp dựng đứng nha mọi người. Giúp dựng đứng đây. Tiếp tục chạy xe được rồi, chạy đi, chạy qua. Đi lên đấy chứ, mình hú thôi cái chị ông, mình ngồi bờ bên kia hú được mà. Thì bờ bên kia là hú được mà, không biết mà. Chân trống lát. Chân trống kìa. Khi ai lên, ai tới kìa, ai lên kìa, ông tới rồi kìa. Câu như vậy đó mọi người. Đây chỉ có là những người đam mê thôi mới đi được. Đây cao nó gãy á, cao gãy hư hết rồi mọi người. Rừng đường núi lên rừng xuống biển,
đây đi đi vòng luôn mọi người. Chào đi, chào đi. Cái anh kia hồi nãy lần tới đó tới nơi rồi. Tới hồi nãy để xe bên kia ông đi, đi bộ lội nước nữa. Ông tới rồi hồi nãy mà. Đây. Hồi trước nãy mình câu dưới này nè mọi người nha. Giờ thì anh em tính xem câu khu vực vị trí nào. Chô cục đá to đùng vừa rồi cứ ném đó, ném cứ tới đá miết đó. Ở chỗ dưới kia chỗ tôi chỉ hồi nãy đó. Đó vừa rồi tôi ném toàn là dính đá không vậy. Ném mà toàn là lần cởi lên cái lưng đá rồi mình ngồi cho đó kìa mọi người nhé. Nó toàn đá không. Úi trời, toàn đá to như thế. Nãy quên kêu Jet chờ chở anh đó hồi nãy. Anh đó hồi nãy vừa đi vừa tới cái suối đó hồi nãy. Tới chưa? Cũng tới rồi. Cũng tới chạy đi cũng đi bộ xuống đây. Mà. À, thấy chưa? Cũng thấy rồi mà. À đù. Cho đi bộ đi xin có xe mình về được. Rồi anh em tiến hành tìm vị trí điểm câu nha. Giờ anh em tiến hành tìm điểm câu khu vực này nha. Phát chỉ bên dưới này đi bên này. Đấy, đường đi. Đường đi lý tưởng này. Nước nó xuống rồi. Điểm câu lý tưởng. Hả? Tìm cái chỗ ngồi đấy ông lát hoặc là ngồi ở chỗ vịnh vịnh này là tối câu dễ cá rô lên cho mấy cái vịnh vịnh này nè. Chặt bớt mấy cây mai dương thôi, với mấy cây mai dương nó dưới kia kìa. Dính mấy cái mai dương đấy thôi. Ông hồi nãy tới rồi quên kêu Jet đó. Để tôi tìm vị trí này. Tôi ngồi vị trí này. Nó có mắc cây không? Khu này. Khu này là câu đêm thì thôi. Lý tưởng lắm. Cây rồi tiến hành mình soạn đồ câu thôi nha.
bé đi chung với ảo. Con ghét.